Tổng thống Ukraine thừa nhận khả năng phải thỏa hiệp với Nga. Giám đốc Công an Đồng Nai chỉ đạo xác minh vụ bập ra bốn biển số đẹp có cả mũ quý 8. Khởi tố Tốt Quân Tịch, một phó đồn công an ở Bắc Ninh vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua trên thế giới và tại nước ta. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Tổng thống Ukraine thừa nhận khả năng phải thỏa hiệp với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng thất bại trong trận chiến giành Bakhmut sẽ cho phép Nga bắt đầu xây dựng sự ủng hộ quốc tế cho một thỏa thuận đòi hỏi Kiev phải thực hiện những thỏa hiệp. Trả lời hãng tin AP hôm 28 tháng 3, ông Zelensky cho biết nếu thành phố Bakhmut phía đông Ukraine rơi vào tay lực lượng Nga sau trận chiến kéo dài đang diễn ra, Tổng thống Vladimir Putin sẽ bán chiến thắng này cho phương Tây, cho người Nga, cho Trung Quốc, cho Iran. Nhà lãnh đạo thừa nhận người Ukraine có thể cảm thấy mệt mỏi sau một năm chiến tranh khốc liệt. Chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, cộng đồng sẽ thúc đẩy tôi thỏa hiệp với họ, ông Zelensky nói. Một số nhân vật ở phương Tây, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên tiềm năng trong cuộc đua Nhà Trắng năm 2024 Donald Trump, đã đặt câu hỏi liệu Washington có nên tiếp tục cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Kiev hay không. Ông Zelensky không giấu được lo ngại rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi lực lượng chính trị ở Washington. Mỹ thực sự hiểu rằng nếu họ ngừng giúp đỡ chúng tôi sẽ không thể chiến thắng, ông nói. Trong bài phát biểu hàng đêm trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Ukraine tối ngày 28 tháng 3 cho biết ông tin rằng sự gây hấn của Nga có thể kết thúc nhanh hơn nếu thế giới hành động quyết đoán hơn. Đáng chú ý, ông Zelensky đã gửi lời mời ngoại giao tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người chỉ vài tuần trước đã gặp Tổng thống Putin tại Điện Kremlin và gọi ông là bạn thân, đồng thời ký một loạt thỏa thuận nhằm củng cố quan hệ Trung-Nga. Chúng tôi đã sẵn sàng gặp ông ấy ở đây, ông Zelensky nói với ông Tập. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy, tôi đã liên lạc với ông ấy trước chiến tranh, nhưng trong suốt hơn năm nay, chúng tôi đã không còn trao đổi nữa. Bắc Kinh tỏ rõ mong muốn chấm dứt chiến tranh bằng một đề xuất hòa bình, nhưng kế hoạch đã bị chính quyền Ukraine bác bỏ vì cho rằng điều kiện Kiev nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt một lệnh ngừng bắn là không thể chấp nhận. Trong khi đó, vào ngày 29 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã đưa ra một danh sách gồm 10 điều mà chính phủ Ukraine cần làm để chấm dứt chiến sự. Ông Galuzin nói, để có hòa bình, các lực lượng quân sự của Ukraine phải dừng hoạt động và phương Tây phải ngừng mọi hoạt động cung cấp vũ khí cho Kiev. Một số điều kiện khác mà ông Galuzin liệt kê đã được nêu kể từ khi chiến sự leo thang vào tháng 2 năm 2022. Chẳng hạn như phi quân sự hóa, phi hạt nhân hóa Ukraine, Kiev cam kết không bao giờ gia nhập EU hoặc NATO. Một điều khoản khác đã được bổ sung vào tháng 10 năm 2022 liên quan đến việc công nhận thực tế lãnh thổ mới thường được hiểu là quyết định Kherson, Zaporizhia và các nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk sáp nhập Nga. Việc bảo vệ tiếng Nga và quyền của các công dân nói tiếng Nga cũng như tất cả các nhóm sắc tộc khác ở Ukraine cũng nằm trong danh sách của ông Galuzin. Hơn nữa, ông cho biết Ukraine cần mở lại biên giới với Nga và khôi phục khuôn khổ pháp lý của quan hệ với Moscow và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác mà nước này đã từ bỏ sau cuộc đảo chính năm 2014. Trong danh sách này, lần đầu tiên, Moscow yêu cầu dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt chống Nga và rút lại các yêu sách và chấm dứt các vụ truy tố chống lại Nga, các cá nhân và pháp nhân của nước này. Có lẽ bao gồm cả lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC gần đây đối với Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên quyền trẻ em Maria Lvova-Belova. Yêu cầu cuối cùng trong danh sách của Thứ trưởng Galuzin là phương Tây phải trả tiền cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng dân sự của Nga bị quân đội Ukraine phá hủy kể từ năm 2014. Tương lai hòa bình của Ukraine phụ thuộc vào việc tôn trọng các quyền của người dân Nga, khôi phục quan hệ hữu nghị với tất cả các nước láng giềng và quay trở lại nguyên tắc nền tảng về tình trạng trung lập, được ghi trong tuyên bố độc lập năm 1990, ông Galuzin nói. Ông Galuzin tuyên bố Moscow sẽ không dung thứ cho một quốc gia công khai chống Nga bất kể là nước nào. Cả Nga hay bất kỳ quốc gia nào khác sẽ không chấp nhận điều này từ quan điểm an ninh. Chuyển sang tin tức trong nước, Giám đốc Công an Đồng Nai chỉ đạo xác minh vụ bấm ra 4 biển số đẹp có cả mũ quý 8.
Hiện tại, các cán bộ chuyên môn đã đến xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai để kiểm tra xác minh làm rõ vụ cặp vợ chồng may mắn bấm trúng biển số đẹp. Ngày 30 tháng 3, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang xác minh vụ hai người dân cùng bấm được biển số siêu đẹp cho các sầm xe xịn tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cử lực lượng xuống Công an xã Sông Nhạn để xác minh về việc này. Bước đầu, Công an xác định đôi nam nữ bấm được biển số đẹp là vợ chồng. Trước đó, vào ngày 29 tháng 3, mạng xã hội đã lan truyền thông tin vụ có hai người dân mang 4 chiếc xe máy đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số. Trong đó, một người đàn ông tên P bấm cho chiếc xe mang nhãn hiệu Suzuki được biển số 60B6-88889 và một chiếc xe hiệu Honda SH được biển số 60B6-88886. Cũng ngay thời điểm này, một người phụ nữ tên T bấm biển số cho hai chiếc xe máy và cũng được biển số đẹp là 60B6-88888 và 60B6-88868. Những chiếc xe máy được bấm biển trong buổi sáng đều là xe máy đắt tiền. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm bắt thông tin về vụ việc. Sau khi tiếp nhận, ông Quang đã chỉ đạo cán bộ xuống Công an xã Sông Nhạn để điều tra. Bước đầu đã niêm phong máy móc, thiết bị phục vụ việc bấm biển số để xác minh. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Tin tức cuối cùng, khởi tố cấp quận tỉnh một phó đồn công an ở Bắc Ninh vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung tá Vũ Quang Dương, Phó trưởng đồn Công an khu công nghiệp V-Zip, Công an thành phố Từ Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương, sinh năm 1979, ở Chợ Kim, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội, nguyên là cán bộ Công an thành phố Từ Sơn, về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng bước đầu xác định ông Vũ Quang Dương đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đem đi tín chấp, hòng chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Được biết, ông Vũ Quang Dương đã bị nhiều người làm đơn tố cáo lợi dụng lòng tin để vay tiền rồi chiếm đoạt không trả. Trước đó, từ tin báo tội phạm của người dân về việc cựu cán bộ mang hàm trung tá và giữ chức vụ phó đồn công an tại khu công nghiệp V-Zip Bắc Ninh có nhiều sai phạm, công an đã tiến hành điều tra. Hiện vụ việc này vẫn đang được lực lượng chức năng Công an thành phố Từ Sơn, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra mở rộng vụ án. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!